Thế Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV. Chào mừng quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Anh Chi Hồ Quang. Dạ, chào Thế Nhung. Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Việt TV. Dạ vâng, Thế Nhung vào ngay cái câu hỏi của tuần này, đó là một lá thư email mà Thế Nhung nhận được vào ngày 18 tháng 2 viết như thế này. Kính thưa bà Anh Chi Hồ Quang, được biết bà phụ trách mục này nên tôi mạo muội viết đôi dòng. Kính xin bà vui lòng giải đáp cho tôi. Tôi đã về hưu, có một thẻ Medicare lợi tức là 16.000 đồng cho một năm và tôi cũng đã ly dị. Sống một mình ở mobile home và giờ tôi muốn cưới vợ qua diện du lịch ở tuổi 65. Thưa bà, nếu như mà tôi cưới vợ bằng cách đó, tôi muốn biết là bao lâu thì bà xã của tôi sẽ có Medicare, Medi-Cal và có được lãnh tiền già hay không? Bởi vì tôi không thể về Việt Nam cưới được do là trước đây đó có đi biểu tình chống bọn cộng sản ác ôn. Tôi nói tóm gọn như vậy và mong bà giúp hộ. Tôi sẽ đón nghe ở trên đài với cái tên là Thành Long. Dạ, cảm ơn ông Thành Long. Lâu lâu mình mới thấy có một vị khán giả viết một cái câu kết rất là dễ thương. Sẽ cố gắng theo dõi chương trình phát hình của chúng tôi. Xin cảm ơn sự kiên nhẫn của ông. Kính thưa ông, và kế thêm, đối với khán giả này mình có nhiều lời khen lắm mà nha. Dạ vâng. Là khen với tinh thần yêu nước, yêu Việt Nam Cộng Hòa của ông. Khi ông đặt vấn đề là ông sẽ kết hôn với một người đi du lịch, và liệu cái người vợ tương lai của ông có được hưởng tiền già hay không? Thì bây giờ tôi lạm bàn, tản mạn với ông một chút cái quá trình trước khi bà có thể được gọi là Mrs. Long Thành, Thành Long, phải không? Khi mà bà qua đây theo diện du lịch, thì là bà là cái người đến Mỹ theo cái diện non-immigrant, có nghĩa là tới nhưng mà không có cái ý định là sẽ ở lại như là một thường trú nhân ở Hoa Kỳ. Bà được nhập cảnh chính thức, bà được xuất cảnh từ chính phủ Việt Nam, bà được chính phủ Hoa Kỳ cho phép nhập cảnh tùy theo cái thời gian có trên cái giấy tờ là cho phép nhập cảnh được bao lâu. Khi mà đặt chân vào Mỹ rồi, với cái cương vị là một người đi du lịch, thì chắc ông nghiên cứu nhiều hơn tôi rồi đó. Nhưng mà mình cũng lược qua một xí nha. Là ông sẽ đưa đến văn phòng luật sư để xin kết hôn với bà, rồi làm tiến hành thêm một cái thủ tục nữa là thủ tục bảo lãnh người vợ của mình ở lại Hoa Kỳ. Sau khi được cấp cái giấy, tôi không biết sẽ là bao lâu, nhưng mà nếu mà khi bà được cái giấy là cái người thường trú nhân, vợ là người hôn phối của ông, thì ông nên đưa bà đi xin điều trước tiên cái số an sinh xã hội. Tại sao không xin từ ngày bà mới bước chân lên xứ Mỹ, mà tại tới bây giờ mới xin cho bà cái số an sinh xã hội? Số an sinh xã hội chỉ được cấp phát cho những người di dân, những người tị nạn, những người được sống hợp pháp lâu dài ở Hoa Kỳ. Đối với những người đi du lịch, hay là những người đi du học, hay là những người đi qua đây trao đổi về công việc, công ăn việc làm, lao động, thì những vị đó đến đây hợp pháp, nhưng mà cơ quan an sinh xã hội sẽ không cấp phát số an sinh xã hội. Sau khi có cái số an sinh xã hội được trở thành thường trú nhân, rồi có cái giấy hôn thú, một năm sau khi bà hội đủ tất cả những cái điều kiện mà tôi vừa đưa ra, lúc bấy giờ ông lại một lần nữa đưa bà về sở an sinh xã hội để xin được hưởng 50% cái số tiền hưu bổng của ông. Khi ông hỏi bà có nhận được Medicare hay không, Medicare là chương trình bảo hiểm y tế dành cho những người có đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội. Cái mức là 40 tín chỉ. Trong trường hợp
mà mình không có đi làm, không có cái số 40 tín chỉ đó, thì mình có thể giữa hơi cái người phối ngẫu của mình. Có nghĩa là bà nhà trong tương lai chắc chắn là qua đây ở cái tuổi 65 chắc không có dịp đi làm, thì sẽ được hưởng tất cả dưới cái hồ sơ làm việc của ông. Tuy nhiên, một trong những điều kiện của chương trình Medicare đòi hỏi là cái người muốn xin Medicare phải ở Mỹ ròng rã 5 năm trời, sau đó mới có thể nạp đơn xin Medicare. Thì như tôi thưa, về mặt tín chỉ an sinh xã hội để được hưởng Medicare, bà hưởng sái những năm tháng làm việc của ông. Của ông, dạ. Được. Nhưng mà nếu mà nói thời gian lưu trú ở Mỹ của chính bản thân bà phải chờ cho đến khi bà sống đây được 5 năm. Dạ vâng. Và ông cũng có đề cập tới là tiền già nữa. Thì không biết là bà có được lãnh tiền già hay không ạ? Bà lãnh cái ngon hơn tiền già chứ. Vì sau 1 năm sống ở Mỹ, bà sẽ được, lúc bây giờ bà sẽ là 66 tuổi, bà sẽ được hưởng 50% của ông. Là 8.000 một năm. 8.000 một năm, đúng rồi. 8.000 chia cho 12 là cũng 700 hơn một tháng. Thì tổng số là ông bà trong năm là 16.000 cộng với 8.000 là 30 mấy ngàn rồi. Ông bà không cần phải xin tiền già. Bà chỉ cần xin cái quyền lợi của người phối ngẫu và chờ đúng 5 năm để xin cái Medicare. Vâng, và nói tóm lại là bà hoàn toàn có thể hưởng được tiền 50% tiền lương hưu của ông với điều kiện là bà ở Mỹ sau 1 năm. Và sau 5 năm thì bà cũng sẽ được có được Medicare dựa trên đúng hồ như sơ vậy. Của đúng ông. Như vậy. Nhưng mà sẽ không có tiền già. Nhưng giá ít hơn như ít đó. Hơn, dạ, dạ, ít hơn. Và mong rằng ông cũng nghe được câu trả lời từ cô Angie Hồ Quang. Và một lần nữa cảm ơn ông đã rất kiên nhẫn bởi vì đã gửi thư đi thư lại cho Thi Dung mấy lần. Cảm ơn ông rất nhiều. Và một lá thư tiếp theo. Khoan. Dạ, thưa, cảm ơn ông đã kiên nhẫn và báo cho ông biết hạnh phúc sắp đến rồi. Cô Angie Hồ Quang và Thi Dung chúc ông và bà thật là hạnh phúc. Đúng không ạ? Cô hài lòng chưa? Thì Nhung qua câu rồi, khác vui được rồi, chưa? Vui rồi, vui rồi. Và một câu hỏi tiếp theo, Thì Nhung nhận được vào ngày 25 tháng 2 của một vị khán giả tên là Huỳnh Tấn Lộc. Kính gửi bà Angie Hồ Quang, tôi có một câu hỏi về long term care. Chúng tôi hiện được 72 tuổi. Vì lợi tức hưu bổng quá mức ấn định, nên chúng tôi chỉ được hưởng Medicare mà thôi. Không được có Medi. Chúng tôi sở hữu một căn nhà và đang ở trong căn nhà này. Equity vào khoảng 200.000 đồng. Trong trường hợp vợ tôi hoặc là tôi bị bệnh nặng, phải vào nằm trong nursing home với chi phí quá cao, thì chính phủ có phải bắt buộc chúng tôi bán nhà để trả chi phí trước khi trợ giúp hay không? Hay là chính phủ sẽ giải quyết thế nào đối với căn nhà của chúng tôi? Kính mong bà giải thích giùm. Chắc là Thi Nhung cũng thích câu hỏi này lắm phải không? Dạ đúng ạ, đúng ra là vào ngay đầu chương trình thì Thuy Nhung có hỏi một cái câu liên quan tới nursing home, nhưng mà may mắn quá cái lá thư này cũng có, thì một hồi nữa sau khi cô Angie Hồ Quang giải thích thì Thuy Nhung sẽ hỏi ạ. Kính thưa quý vị, khi nói về nhà an dưỡng thì chúng ta phải phân biệt nhà an dưỡng tư và nhà an dưỡng công. Nhà an dưỡng tư á, theo chỗ tôi được biết hiện nay cái average mà bình quân mà cái mức vừa phải đó là khoảng từ 4-5.000 cho một người một tháng hả cô? Một tháng. Wow, cao như vậy đó hả cô? Rồi những vị mà may mắn có được Medi thì đương nhiên được nhận vào trong nhà an dưỡng mà do chính phủ quản lý. Nay ông bà có một căn nhà, có một cái số hưu bổng vừa phải khiến ông bà không được hưởng Medi. Nhưng mà ông bà không có cho tôi biết là cái số hưu bổng của mỗi người là bao nhiêu. Chỉ nói là quá mức ấn định thôi. Quá mức ấn định thì ấn định cho một đôi vợ chồng là 1.100, một cá nhân là 730. Thì tôi không biết ông hơn bao nhiêu. Nhưng có thế này, cái khi mà mình còn sống ở nhà, là ở ngoài cộng đồng đó,
thì cái quy định về mặt thu nhập nó có phần khe khắt hơn cho những người lãnh lương hưu mà muốn xin Medicaid. Tại vì Medicaid là cũng là một cái mấu chốt cho biết rằng ta có thể đủ điều kiện để xin vào nhà an dưỡng. Thì nếu mà nói đến nhà an dưỡng, chúng tôi sẽ khơi dậy một chuỗi những cái thông tin, những cái tin tức rất là dài. Thì vậy, chắc phải nhờ Thi Nhung cho đi một ít quảng cáo. Và còn có rất nhiều những cái thông tin hữu ích về nursing home mà bất cứ một quý vị nào khi mình về già mình cũng phải chuẩn bị tinh thần cho cái việc đó, thì mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng. Chỉ sau một vài quảng cáo thương mại, cô Angie Hồ Quang và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.